mời cô giới thiệu với bà con cô bác bài hát của mình chuẩn bị ở mặt con cô bác cô đồ quán mà sao mình vừa là tôi tên là Hoa Lý 73 tuổi. Hôm nay tôi đến giao lưu với chương trình với bài hát của tác giả Diệu Hương đó mà vì đó là em. Dạ nào quý quý bà con cô bác cùng lắng nghe. Dạ xin bà con cô bác cho cô một tràng pháo tay ạ. Dạ xin mời cô. Oh,
Dạ, xin mời anh. Chào anh. Hình như đây là lần thứ mấy anh đã đến với ngôi sao Việt Vườn đúng không anh? Thứ ba. Dạ, bởi vì em nhìn anh rất là quen. Vậy không biết là hôm nay anh sẽ gửi đến bà con, cô bác bài hát tên gì ạ? Lời nói đầu tiên, Lý Minh chúc toàn thể quý vị và chúc con cô bác chúc sức khỏe và chào thương thương nhất. Và tiếp tục chương trình, Lý Minh đã với toàn thể quý vị ca khúc mang tên Hay quá trời, hay không? Dạ, xin mời con cô bác cho một tràng pháo tay đi ạ. Chị Tân. Dạ rồi, cảm ơn anh. Oh,
Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và bây giờ xin mời bà con cô bác cùng đến với một tiết mục ca cổ qua giọng hát của chị Cẩm Nhung ạ. Dạ xin mời chị. Em chào chị. Em là Cẩm Nhung, em đến từ Tây Ninh. Kính chào quý quan khách. Hôm nay có rất nhiều những giọng hát đến từ Tây Ninh đó bà con cô bác. Bây giờ Tây Ninh với lại mình giống giống như là hai nơi để cùng nhau giao lưu âm nhạc với nhau luôn hàng tuần vậy đó ạ. Và những tiết mục đến từ Tây Ninh thì ai hát cũng hay hết. Dạ, Cẩm Nhung, vậy là không biết chị sẽ